Mới Tuấn xin mến chào đại gia đình thân mến nha. Thì hôm nay Tuấn mới vừa đi cái chuyến hàng ở Biên Hòa về cả nhà. Thì sẵn trên đường thì Tuấn có nhận một cuộc điện thoại của một anh trai ở bên Mỹ, bên California. Cũng hồi xưa anh cũng ở Việt Nam, và cũng có nhận thêm một số anh em nữa, một số món quà tinh thần gửi đến cho anh Khải. Thì hôm nay là Tuấn làm video này cũng mục đích là muốn để cho công khai rõ ràng á, cái gì cái mấy như anh trai thì anh kêu là không có giấu tên, cũng một số anh em gửi giấu tên, nhưng mà giờ mình cái gì công khai rõ ràng cả nhà, mình nhận bao nhiêu tiền mình gửi lại cho anh Khải bao nhiêu tiền nha cả nhà. Đó nên là bây giờ mình sẽ gặp anh Khải rồi coi mấy nay ảnh như thế nào rồi cả nhà. Đó. Rồi coi tình hình, coi công việc ảnh bây giờ ra sao rồi. Rồi mấy ngày nay ảnh, hôm bữa ảnh khi mà ảnh đi á, thuê phòng trọ xong, người ảnh còn được khoảng 1 triệu mấy à, không tới 2 triệu nữa mà ảnh đi làm căn cước, rước giấy tờ đó. Rồi phải chi phí này kia đi tới luôn, không biết giờ ảnh như thế nào rồi. Thì bây giờ Tuấn cái video này là cũng là video gọi là chia sẻ cho anh Hải cuối cùng luôn cả nhà, chứ cũng không có làm nữa, tại vì còn thời gian nữa. Rồi công việc thì cũng có công việc cho ảnh rồi, rất là nhiều công việc. Giờ ảnh muốn làm cái gì ảnh làm, đó là quyền lựa chọn của anh. Tại vì khi Tuấn đưa lên á thì rất là nhiều người, rất là nhiều công việc, anh cô chú anh chị em điện rất nhiều cả nhà. Thì bây giờ là cái này á, cái số tiền mà nhận này nè là để cho ảnh có tiền đổ xăng đi tới lui trang trải trong cái thời gian đầu, bởi vì cả nhà biết ra đường không có tiền là đâu có giải quyết được gì đâu, ăn uống bất cứ này kia cái gì cũng phải dùng bằng tiền hết, không có nào mà nói bằng xuông bằng miệng được cả nhà, bởi nó khó lắm. Đó, cho nên là rất là cảm ơn những tấm lòng của cô chú anh chị em đã ủng hộ Tuấn nè, đã xem video và xem hết quảng cáo nè, và like cho Tuấn một like nè, một chia sẻ, là rất cảm ơn cả nhà rất nhiều rồi. Đó là cũng là giúp cho anh Khải đỡ cả nhà. Tuấn tới cái chỗ phòng trọ hôm bữa anh Khải ở rồi cả nhà, bây giờ vô để thăm ảnh coi như thế nào rồi. Anh em nói chung là cũng làm cho tới nơi tới chốn luôn. Đây là phòng của bác và bảo vệ, bác quản lý. Dạ em chào bác. Dạ không có gì bác. À, cái anh kia bữa giờ anh về đây ở chưa bác? Dạ cũng cảm ơn bác. Dạ có gì. Dạ vô hỏi bác có anh về chung gửi tiền nhận không? Nay Tuấn lên thăm anh Khải. Tương lai bố có lên gác này không? Hả? Có lên gác không? Này Tuấn lên thăm anh Khải gặp lại. Nó yếu quá. Gặp lại bố già. Ôi trời. Bố già thấy bữa lên quá trời người hỏi bố già ở Hà Nội. À thế à? Trời luôn. À, hỏi cái gì? Nói ông này ông lớn tuổi mà thấy ông hoạt bát vui vẻ. Có cái gì đâu con, chuyện đó. Không. Em ở đây cũng đang bị tâm với con giáo không? Dễ bị dễ nha. Mà quýnh lộn cái là ông cho đi trong đêm tối luôn á. Không, dễ là dễ lắm. Dễ. Mà quýnh lộn cái ông cho đi trong đêm tối luôn á. Cũng bị rồi mấy người rồi. Mình là người làm ăn mà con. Dạ dạ. Mà tâm lý cái nhà trọ chỉ cần một người mà gọi là không bình thường thì những người xung quanh sẽ sợ. Dạ đúng rồi. Được anh Khải à, mấy nay sao anh đi, tính là 3 ngày 4 ngày rồi không gặp nữa hả? Đúng rồi, đi về làm mấy cái giấy tờ mới chạy về tới đây đơn giản cả nhà. Nhà có tô luôn hả? Có tô luôn hả? Tô chén hả? Món này là món ngon nhất hả? Ở một cái nơi gọi là không ai muốn tới à? Món này là mình thường ăn. Yeah. Món này là món ngon nhất mà một nơi mà mọi người đều sợ. Món này là đồng thời làm gói thử coi anh ăn thử là ngon. Cái món này là trong thời gian qua là sống bằng nhờ những cái món này đây. Nhờ những món này mà anh Khải sốt sốt qua ngày đó hả? Là bổ nhất, thứ này là có chất nhất. Thì anh chị chuẩn bị một tô nước lạnh. À, đây là tô nước lạnh ha. Lý do tại sao phải như vậy? Tại vì mình không có nước nóng, không được xài nước nóng. Đúng rồi, không được xài nước nóng. Cái nơi đó là mình không có nước nóng để mình xài. Rồi là một nơi khắc nghiệt đó. Phải sinh tồn ha. Đúng rồi. Có cái này thì quá ngon rồi, chỉ sợ không được cái mì này đâu. À. Để lấy thêm nước lạnh nữa. Em cũng nghe nói mì gió mà chưa thấy làm thực tế, để coi thử như thế nào cả nhà. Còn bữa nay anh Khải làm món mì gió nha. Đây là nước lạnh thôi, mình chế rồi đi. Đó, nó đầy lên. Đó, cái mình chờ cho nó ngảo ra.
Dạ. Nó đi về mua cơm ăn để đói quá. Sáng giờ mới ăn đó. Đi cơm. Đi làm giấy tờ mấy ngày cực quá anh. Ôi, tới chạy luôn hả? Bắt mình đi lên đi xuống ba cái giấy tờ, vì hồi khi ba mẹ chết thì cũng không biết là giấy tờ nó thất lạc ở đâu nữa. Bây giờ mình về mình tìm không có thấy. Rồi bây giờ ra xã rồi kêu nó lục cái chích lục cái khai sinh ra. Dạ. Thì nó lại cũng thất lạc ở đâu cũng không thấy nữa. Rồi để chạy ra huyện, rồi chạy vô, chạy ra, chạy vô, một ngày chạy không biết là bao nhiêu cái số nữa. Cái cuối cùng phải tốn ít. Dạ. Người ta mới làm lại cho cái giấy khai sinh. Vậy là bữa giờ là bữa anh đi là còn cũng được 2 triệu ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ về còn được nhiều. Cứ nói thiệt đi. Chị, tại vì ghi cái đó phải bôi trơn ha. Thì bôi trơn mới được chứ không phải đơn giản. Nói chung là anh thấy đó đúng không? Đi ra đường là cái gì cũng phải tiền hết. Không có tiền là mệt mỏi lắm. Quét sạch luôn hả? Mua cái số cầu may mà ông chưa thấy gì. Yeah. Chưa hỡi dò. Đây còn được 370 mấy rồi, mua cơm, mua hộp cơm với ly nước mía uống. Thời là mình còn 325 ngàn. Còn đây là mấy cái giấy tờ của mình thôi. 325 ngàn, em nghĩ chắc cũng hơi căng đó. Để mà nói anh đi vòng vòng ấy, thời buổi này em bước ra cái gì cũng tiền, thấy cũng hơi căng thẳng đó, cực khổ đó, phải đơn giản rồi mình vào cũng thấy rồi. Đây là bóp là Tuấn tặng cho mình đó cả nhà. Đó, gia tài của mình bây giờ còn làm giấy tờ xong là xăng cộ với là công việc là 3 ngày trời là còn ở trên đây đó là gia tài của mình. Yeah. Đó, và hết số tiền này cũng nhờ các bạn gần xa ở trên đất nước mình đó thì giúp đỡ cho mình trong cái thời gian mình mới về. Thật sự là rất cảm ơn cả nhà gia đình. Chứ giờ mình về đây thì thật sự mình cũng không biết là cuộc sống mình nó như thế nào nữa, mà cũng không ngờ là được sự quan tâm của các bạn. Cho nên mình mới sinh tồn được đến ngày giờ này và cũng sẽ cố gắng, mình sẽ cố gắng là tinh thần mạnh mẽ hơn nữa để mà mình làm mì gió mà mì gió mà anh còn ăn được, muốn chi cái gì mà anh làm được. Mì gió này ăn là quá ngon rồi đó cả nhà ơi. Cơm với rau muống luộc. Đây là món mì gió rất là ngon nha cả nhà, mì gió đó. Đó có thể thực tế. Ở nhà chắc không biết, chắc cả nhà chưa có ai ăn món này đâu. Ngâm nước lạnh như vậy thôi. Cái mình bỏ nó ra cái tô như vậy. Có lẽ bây giờ một người ăn được một gói, chứ trong thời gian qua gói này mình phải chia đôi ra. Để cho chiều mình có mình ăn tiếp. Chưa là vậy ăn miếng này thôi. Yeah. Đó là thật sự mà. Còn những người khác thì có lẽ là người ta đầy đủ hơn mình. Dạ. Tại vì người ta còn có gia đình. Còn bản thân mình thì cha mẹ chết hết. Hai đứa em đi bệnh mất. Đây, hai đứa em thì bệnh tâm thần rồi. Dạ. Cho nên là mình chỉ còn một mình với một vợ nuôi hai đứa con ngoài đời trong thời gian đại dịch đó. Cho nên mình cái hoàn cảnh mình khó khăn lắm, chứ không giống như những anh em khác. Nhưng mà anh Khải vẫn còn may mắn một điều là biết sao. Rất nhiều anh người cô chú anh chị em rất là thương mến anh. Đã điện thoại cho Tuấn bữa giờ liên tục và lấy số điện thoại của anh Khải để kiếm việc cho anh Khải đó. Nói chung anh Khải giờ không sợ thất nghiệp đâu, việc rất nhiều, đúng không? Bữa giờ rất có nhiều, rất nhiều người điện, đúng không? Thì mình cũng rất muốn đi làm đó cả nhà ơi, nhưng mà tại vì thời gian đầu phải lo cái củng cố chỗ ở trước. Mình củng cố chỗ ở với là cái giấy tờ mình, dù mình có trung thực hay là mình thật thà đến đâu đi nữa cũng phải có cái giấy tờ người ta mới tin tưởng được. Chứ giờ mình có thật thà đến mấy người ta không biết mình ở đâu là ai thì đâu có ai dám giao những công việc khác cho mình làm. Lỡ may mình ở đó được một ngày bữa làm một ngày bữa rồi cái mình bỏ đi mất thì cái này là cũng người ta không dám. Đấy, bây giờ như vậy là xong rồi cả nhà nè. Dạ. Mình chỉ đổ muối vô thôi. Dạ. Mà chắc có lẽ là muối này thì cũng không dám đổ nhiều đâu. Dạ. Mình chỉ đổ ra thôi rồi để chiều nó phát cơm rồi mình bỏ vô mình ăn. À. Nếu mình chế hết vô đây rồi đến chiều nó cũng không có cái gì để mình ăn đâu. Dạ. Đó. Rồi mình có bỏ dầu này vô không anh? Dầu vô. Dầu này để mình ăn cơm. Để mình ăn cơm. Tiết kiệm mình cho nó no lâu. No lâu. Tại vì mình ăn cơm nó không có cái thứ gì ngoài cơm không thôi, chỉ cơm trắng đó. Là anh phải để dặn này. Đúng rồi, để dầu, dặn cái dầu này cái mình bỏ cái mình chế cái muối này ăn cơm rất là ngon. Muối này cũng ăn cơm ngon. Rồi, muối này ăn cơm ngon lắm. Đó. Nên là mình chỉ chế một ít muối.
nó vô đây thôi. Dạ. Rồi mình phải để dành một ít muối lại. Còn cái dầu này là đúng là chế ở đây là nó ngon. Dạ. Chế ở đây thì nó ngon lắm. Nhưng mà mình cái cách mình đang ý nói đây là cái thời gian mà mình sinh sống, mình tồn ở trong bờ bằng những cái thứ này. Dạ. Hành động này thì mình để lại đây, cái chiều này mình bới thùa cơm cái mình chế cái đó vô rồi mình ăn. Rồi mình gió về là xong rồi anh. Đúng rồi, mình gió là chỉ có như vậy thôi. Đơn giản vậy hả? À, đúng rồi, chỉ nó đơn giản vậy thôi rồi mình giờ mới mì gió đó. Hả? Lúc cô nghe nói mì gió ở một nơi không ai muốn tới rồi giờ mới biết này. Đó là mình cứ chọn cái lần này. Rồi mình ăn thôi. À. Đó, thật sự là mình làm trong vậy nó chỉ đơn giản như vậy. Còn người ta cũng ăn mì gió. Nhưng thật sự thì nó lại khác. Món mì gió này đúng là nó cũng ngon lắm cả nhà ơi. Mình làm xong như vậy cái mình bỏ dưa leo, cà chua, chả bông. À. Hoặc là mình có xúc xích thì mình cắt mình bỏ vô mình trộn thôi, có lẽ là cũng ngon giống như cái món mì xào ở ngoài thôi. À. Đều nó không có được gọi là cao lương mỹ vị nhưng thật sự là cũng rất là ngon ở nhà. Đó, thật sự ra nhà món mì gió đây là nó chỉ có đơn giản là như vậy thôi. Vì hoàn cảnh của mình là chỉ được ăn như vậy. Đó là cái rất là phước lắm rồi. Chứ còn kiếm đâu ra hơn nữa. Còn mình không bị với người ta được. Đó thì món cả nhà món này là cả nhà là thử miếng ta ăn thử miếng cho coi ngon. Tức là cũng hơn một năm rồi mình mới ăn lại cái món này đây. Tại vì ở trong môi trường đó nó tới 3 giai đoạn lận cả nhà. Cho nên mình tiện ở đây thì mình cũng không có nói rõ được. Cho nên là mình chỉ nói sơ sơ là đại khái. Nếu có người nào mà đã cùng trải qua rồi á, chắc lẽ coi cái này sẽ hiểu được cái cách mình nói là sự thật. Cả hai vợ chồng, hai đứa con được từ đây tới cả nhà. Thì có lẽ là mình sẽ từ bây giờ mình về chỉ cầu có công việc thì kiểu mình làm sẽ thay đổi hết mọi người đây. Mặc dù là anh đang rất là bế tắc nhưng mà anh lúc nào cũng rất là tươi vui và gọi là nghị lực đầy mình đó cả nhà. Mình phải vui vẻ lên thì mình có sức để mình lao động chứ. Nhưng mà mình suy nghĩ mình bi quan quá thì chắc có lẽ không chống nổi. Cho nên mình phải vui vẻ mới có sức mạnh để mình nắm cả đây rồi chơi. Đi mà được, phòng mình chặt luôn. Rồi, đợt này em thấy cái chân anh có một cái hình xăm nhìn lạ không? À, do đó cái mình buồn chán trong cuộc đời cái mình cũng đầy xăm một hai cái tự này tự mình cái vảy rồng nhìn thấy nó sao sao quá này. Này vảy rồng đúng không? Đúng rồi. Này tự mình nghĩ ra rồi mình mình nhìn cái hình xăm của anh em thấy nó khác với ngoài đời, nó khác ngoài đời thường đó thôi nha. Đó, nhìn cái hình này. Thì mình không có nghệ thuật đó cả nhà. Nó có một cái nét gì mình nhìn thấy nó kiểu sao sao á. Khó mô tả. À hai cái này hả? Đúng rồi. Cái này do lúc mình bi quan mình suy nghĩ người về phụ nữ mà. Có mình bi quan họ sống với mình là hai mặt á. À. Một bên là nửa bên là cô gái, họ sống với mình là nửa mặt cô gái, còn nửa mặt bên trong của họ là quỷ. Có vậy luôn anh. Cho nên là mình mới xăm cái hình này. Dạ. Yeah. Đó, cái lúc đó là mình bi quan, mình suy nghĩ nó là như vậy. Cho nên mình xem là đây là nửa cô gái là họ sống với mình chỉ là bằng nửa mặt người thôi. Còn sót lại những gì trong họ là nửa một quỷ. Tức là năng nói vậy, ý vậy là năng nói một quỷ. Ý là mình nói những cái người yêu bên cạnh mình. Đây không phải là mình nói vợ mình. Thật sự là giờ mình một người đến ngày giờ này mình hiểu được á. Mình thật sự không kiếm được một người vợ như bây giờ. Cô ấy là chạy xe từ ngoài Quảng Nam Đà Nẵng rồi tới cái nơi mà mình ở, nó cả ngàn cây số, chạy thâu ngày thâu đêm bằng một cái chiếc xe bình thường, chiếc xe quay chứ không phải được chiếc xe còn ngon lành như người ta nữa, mang cho mình được 10 gói mì, có khi thì được một thùng mì và ít đồ ăn, đồ khô, cá khô đó. Thế thì để mình sinh sống trong thời gian đó để mình về thôi. Thế nhưng thật sự ra thì mình cũng không muốn vợ mình nó như vậy, mình tự làm mình tự chịu. Mà đều vợ thương mình mà. Bởi vậy mình mới nói một câu với cả nhà rằng thời buổi giờ ai có vợ hãy quan tâm về vợ hơn. Có những người vợ họ rất là tốt và rất là tội. Nhưng mà cũng có những người vợ cũng vô tâm lắm nha. Có những người phụ nữ rất là vô tâm. Khi người chồng làm ăn được thì không nói gì. Nhưng mà khi mà thất cơ, mình làm sao cơ, cơ thất thế. Sao cơ thất thế không có cái khả năng để mà thu nhập cao nữa. Họ thì cao chạy xe máy. Họ quánh mặt lên thôi. Quay 365 độ luôn, thậm chí cả 100 độ nữa. Cái đó là thực tế. Bỏ chạy mất kêu còn tìm cách để mà quay ngược lại hai mình nữa là khác nữa. Đó là rất nhiều chứ không phải là ít. Không, anh thấy anh cái hình xăm trên tay anh cũng độc, anh cởi áo anh coi thử.
Xin chào cả nhà. Nếu cái này mình có cái thời để ý nghĩa thôi. Thời trước thôi là cả nhà rồi. Cái này là đợt trước hả? Khóa trước. Đúng rồi. Cái này mình xong từ hồi năm 2005. Rồi cái đầu cũng rồng đây. Nhìn rất là ấy thôi. Rồng này nhìn dữ quá. Nhưng mà trong mình hiền lắm cả nhà ơi, mình không có dữ như cái hình xăm đâu. Rồng rồi vẫy cuốn bít hết luôn. Bắt ra ngoài là sau luôn. Đuôi đây. Rồng này nhìn cũng rất là phong cách đó. Này anh phải đi thêm một con ở bên này nữa cho đủ một cặp để gọi là biết không? Đổi phong thủy cho tốt, nếu mà có điều kiện nên đi một con phượng ở bên này. Cái đó thì nói về phong thủy thì mình cũng và chưa long luôn. Dám biết thật sự mà giờ mình cũng không nghĩ tới vào cái điều đó nữa. Rồi mà trước mắt của mình chỉ suy nghĩ rằng là mình cũng từ giả hết tất cả để mình mang lương, mà mình làm ăn lương thì tránh xa những cái thị phi, tránh xa những cái nơi mà nó không tốt, không lành mạnh. Mục đích của mình là bây giờ là chỉ có lo cho gia đình, vợ con, không ai ngoài vợ con của mình nữa. Chứ vợ con của mình nó khổ quá nhiều rồi, mình không muốn để cho vợ con của mình nữa. Cho nên theo nghĩ là lần này là anh sẽ ok đó, tại bữa giờ rất là nhiều người điện cho anh thì sẽ có công việc cho anh thôi. Thì em cũng có nói với bạn em là Cường Mộc ở Bình Dương cho số anh điện rồi đúng không? Đúng rồi. Cũng có chạy xe công, xe nóng á, không nóng. À, một tour 7 triệu. Anh Cường có điện nhưng mà xe đầu kéo long. Nói là đầu kéo long phải có cái căn cước. Căn cước thì mấy bữa có. Người ta xin trời mình làm đây cái giấy hẹn là một tháng đấy cả nhà ơi, mình cũng mới vừa đi làm xong buổi sáng đây thì cái bên công an giấy hẹn chưa? Có giấy hẹn đây. Là đâu đây em coi thử. Một tháng. Rồi được rồi, thôi cứ biết vậy được rồi. Rồi rồi, có tờ giấy là được rồi. Ok rồi đó, có giấy là ok rồi. Đây là cái giấy giấy hẹn này cả nhà. Rồi rồi, vậy là giấy hẹn này. Ok rồi. Đó, mình cũng mừng, rất là mừng. Làm xong cái này mình mừng ghê lắm. Có cái giấy đó là mừng, là tự tin rồi đó. Tự tin hơn là trong một tháng. Nói thẳng ra, chẳng qua là anh Khải, anh lo cho vợ con thôi. Chứ thật ra một thân anh thì thả đi đâu sống còn không được. Kẹt lắm à, trách nhiệm của mình mà chứ còn kẹt lắm mà anh đi chạy mướn người ta bao ăn ở cũng được. Chứ một người đàn ông mà bữa nay cũng trưởng thành rồi mà thật sự nếu mà mình lo cho mình không được nữa thì thôi, chứ mình sống chi cho nó chặt ít, mình xin lỗi những người thanh niên đàn ông chứ thật sự một bản thân mình mà mình không lo được thì sống chặt ít làm phiền tới người khác. Mình sống mình phải có trách nhiệm cả nhà ơi. Trách nhiệm gia đình. Trước kia thì mình một cái sai lầm rồi, cũng lo bạn bè xã hội mà những người họ không thật, mình cứ đua đòi theo cái cuộc sống ngoài đời, mình không được như người ta, mình không nghĩ tới gia đình và vợ con cho nên mình mới bị như vậy. Giờ mình trở về thì mình cũng hy vọng là mình sẽ làm lại cuộc đời và tất cả với cái chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực, bởi vì rất nhiều người điện dành cho mình sẽ có công việc, cho nên là mình sẽ không bao giờ mà để mọi người suy nghĩ để thất vọng về mình nữa đâu. Điều đó là tất nhiên cả nhà. Hôm nay em sẽ đưa đến anh một cái bí mật. Giờ em sẽ đưa anh một cái bí mật. Nãy giờ em chưa có nói. Em cũng điện anh, em tới đây chơi. Anh nói là giấu tên, nhưng Tuấn thì Tuấn giấu tên, nhưng mà Tuấn phải chốc chạy cho quảng cách, Tuấn phải rõ ràng chứ. Nếu không thôi là mất lòng đó cả nhà. Thì hôm nay Tuấn có đem tới đây cho anh Khải. Bây giờ Tuấn sẽ gửi lại trao lại cái số tiền mà các cô chú anh chị em xem kênh đó có gửi cho anh Khải để mà vượt qua cái giai đoạn khó khăn. Tại vì bây giờ đi ra đường bất cứ gì anh cũng phải chi bằng tiền hết đó. Không có cái gì là cho không và biếu không hết. Những phí anh mua hộp cơm hay đi nước mía nè cả nhà cũng phải trả bằng tiền. Ở nhà trọ cũng phải có tiền lắm, không có tiền đâu ai cho ở. Mà có gì mình cũng phải trả bằng tiền mà. Đúng đâu nói là như vậy. Bất cứ gì cũng bằng tiền cả. Thì bây giờ hôm nay em cũng có gửi cho anh đây là số tiền đấy. Thì có một anh trai ở Quảng Nam đồng hương với anh á, ngày hôm qua có chuyển cho em 500 ngàn. Là anh giấu tên là anh nói không được nói tên anh ra. Người ở Quảng Nam luôn à? Và anh chỉ biết anh ở Quảng Nam là được. Rồi có một số tài khoản mới chuyển cho em hồi sáng nay 500 ngàn. Hồi sáng ngày hôm qua đó 500 ngàn đây nè. Để em cũng nói luôn, em thấy cái số tài khoản này cái tên thì em coi lại coi. Nhưng mà những người nào mà còn người ta kêu là không có cho biết tên, không cho biết gì hết. Nhưng mà thì em cũng phải lưu lại trong một cái tờ giấy nào đó. Thì em cứ bấm lại cho anh coi, cho họ coi chứ để mất công là nhiều khi là nghĩ em này kia không, nó cũng mệt lắm. Nào đó mình hy vọng rằng cái nghị lực của mình vượt qua được, mình ra mang biết đâu được cố gắng của mình sẽ là
mình sẽ đừng đáp. À, anh khán giả ủng hộ anh Khải đừng đưa tên mình lên YouTube nha. Anh chỉ nhắn vậy thôi. Rồi. Thôi, em cũng xin cảm ơn anh ở ngoài Quảng Nam. Với anh đó là 500k với lại một em trai tên là Thoa ở Hà Giang chuyển ngày hôm qua là 300k. Với một anh Hoàng chuyển 200k. Anh Hoàng là đồng nghiệp. Hồi xưa là đệ tử em, đào tạo là chạy công. Là tổng cộng là 1.500.000. Và đặc biệt là có một anh trai từ nửa vòng trái đất. Anh cũng giấu tên, anh kêu là không được đưa tên anh lên. Anh hồi xưa anh cũng ở Việt Nam, anh cũng giống như anh vậy. Anh nói anh cũng từng hoàn cảnh giống như anh rồi, nên anh đồng cảm. Thì anh trai đó anh có kết bạn Zalo anh nhưng mà anh giấu, không có đưa lên. Thì anh mới đưa cho em luôn nè, 200 đô nè. Đây là anh cầm trước 1.500.000 thôi nha. 1.500.000 của những người anh em chuyển này, anh cứ cầm. Cái này là tạm nhận đây, anh Khải tạm nhận đây nha cả nhà. Tạm nhận những tấm lòng của cả nhà. Rồi sau này anh Khải làm ăn thành công rồi anh sẽ chia sẻ là chỗ khác. Cả nhà giúp ảnh thì cả nhà anh sẽ mai mốt anh làm ăn thành công anh sẽ giúp lại chỗ khác nha cả nhà. Rồi cả nhà sẽ nói chung là rất là công đức vô lượng đó. Cảm ơn cả nhà. Đây 1.500.000 anh đưa anh. Còn đây riêng ở đây là 200 đô. 200 đô em mới rút, Tuấn mới rút ra nè cả nhà. Đây 200 đô nha. Đó. Đây 200 đô Tuấn mới vừa đi lấy về luôn. Anh mới chuyển từ bên tiểu bang California về nè. 200 đô bây giờ là nhiêu thì giá là như không biết. Cái này anh đi ra ngoài tiệm vàng á. Anh đi ra ngoài tiệm vàng anh đổi 100 đô như 23 sao á. Hai mấy, 23 gì đó. 2 triệu 2, 2 triệu 3 á. Cũng không nhớ nữa. Như đô bữa nay xuống rồi, như còn 2 triệu 2 á. 200 đô là cũng tương đương với là 4 triệu mấy, gần 5 triệu đó. Cũng lớn đó chứ không phải nhỏ nha. Số tiền này rất là lớn nha, chứ không phải nhỏ đâu. Rồi, anh gửi cho anh tận tay nha. Muốn cho anh hỏi là anh này tên gì á? Anh không nói tên. Anh chỉ cần biết anh ở California là được, ở Mỹ là được. Tôi thật sự anh không cho nói tên. Nói với cả nhà và các bạn như vậy. Mình vừa mới làm giấy tờ xong, thì cũng giống như vừa nãy mình vừa nói. Tổng cộng cái gia tài của mình, ngoài cái thứ này ra, với mấy trăm ngàn lúc nãy mà mình cũng không ngờ rằng mà mình cũng dám suy nghĩ tới là sẽ có một số tiền lớn như vậy. Mình không bao giờ suy nghĩ được cái điều này đâu, không bao giờ mình ngờ được là sẽ có một số tiền mà các bạn đã ủng hộ và giúp đỡ mình trong cái thời gian này. Đó là ngoài sự mình rất là bất ngờ và rất xúc động mà không biết nói gì với các bạn bây giờ. Thì ngoài cái lời nói đó thì mình chỉ còn nói tiếp này. Bây giờ mình cũng xin hứa với cả nhà mình sẽ dùng số tiền này để mình trang trải trong cuộc sống, rồi mình sẽ phát huy những vật cắn tiền công việc và để làm cho nó tốt hơn, và mình sẽ làm số tiền này sẽ thành nó sẽ nhiều hơn và càng ngày càng nhiều hơn nữa, sẽ không để thất vọng về mọi người đó đã đối với mình. Mình rất là cảm ơn cả nhà mình đã giúp mình cái số tiền lớn như vậy để mình có chỗ thuê nhà và đưa vợ con mình vào. Rồi mình sẽ làm và mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ rất gần đây mình sẽ là phấn đấu để cho các cả nhà không nhìn thấy cái hoàn cảnh của mình bây giờ nữa. Đó là lời mình hứa với các bạn. Sau này mình sẽ mà thật sự là số tiền này đối với em cảm thấy giờ hiện tại với tình hình kinh tế khó khăn giờ nó cũng là lớn đó anh. Đối với anh bây giờ là nó rất lớn và rất lớn, nó bằng hàng trăm triệu của người của lúc bình thường. Trong lúc này thì mấy triệu này đây thì nó đối với mình bây giờ nó giống như cả trăm triệu bạc rồi. Cho nên to lắm cả nhà, mình rất cảm ơn cả nhà và các bạn. Nhưng mà anh Khải có nghĩ là em sẽ tới đây thăm anh như vậy không? Cái đó chắc mình cũng không dám nghĩ, tại vì em đã giúp anh rất nhiều. Từ cái chuyển đồ, từ cái số tiền nhà, em đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh cũng chưa nghĩ rằng là em sẽ quay lại đây với anh trong một thời gian ngắn như vậy. Mà không ngờ là hôm nay anh về tới phòng trọ đây để chuyển đồ qua một cái phòng bên cạnh. Vì anh cũng không ngờ là lại gặp em mà em mới thấy gần kết thúc à, cũng giống như là nói mình đang nói dễ dàng ha. Thì đây mình sẽ cố gắng làm bằng cái sức lao động của mình để thoát khỏi cái cảnh mà như bây giờ. Rồi bây giờ anh quyết định công việc như thế nào? Giờ quyết định làm ở đâu? Quyết định ngày mai cả nhà ơi. Thì bây giờ mình phải dọn dẹp cái đồ đạc này xong qua bên phòng để mình đón vợ con mình vô. Rồi, rồi mình sẽ đi nhận xe mà chưa biết là mình
mình sẽ xin ở Bình Dương này đây. Thì có lẽ là cũng đang chờ anh em giới thiệu việc làm, chứ cũng mình cũng chưa có chỗ nào ổn định, cũng chưa có xin được ở đâu, cũng đang là thời gian đang trong thời gian là chờ đợi. Thế nhưng mà trong thời gian này mình có cái đồng tiền này, mình đi tới luôn nó cũng đỡ. Đó. Số tiền này đi đổ xăng rồi ăn cơm đồ nước này. Tài sản của mình bây giờ cũng nhờ sự đóng góp, sự giúp đỡ của các bạn, thì mình sẽ dùng cái tiền này để làm, mình sẽ cho nó phát huy nó nhiều hơn nữa. Ok, rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà luôn. Chúc cả nhà mình vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì nói chung cảm ơn cả nhà đã có những cái like nè, những cái xem quảng cáo ủng hộ cho Tuấn rất nhiều nha cả nhà. Đấy, ăn nhìn thấy ngon quá. Anh hơn người ta biết hơn cái gì không? Anh có sức khỏe. Có nhiều người ta có tiền tỷ người ta ăn không được. Đúng rồi. Nói thật với cả nhà, chứ mình ăn một tô cơm không, nhưng mà mình ăn cả tô đầy cả nhà ơi. Thật là mình cũng hạnh phúc và sung sướng hơn người ta là mình khi nào mình ăn những món ăn như vậy thì mình ăn rất ngon và rất nhiều. Cho nên có nhiều người họ có đầy đủ tất cả nhưng họ ăn không ngon và ngủ không được. Là đó cũng là một cái niềm gọi là bất hạnh đấy. Tuy rằng mình bất hạnh về tiền bạc và vật chất, nhưng thực sự sức khỏe mình cũng có. Mình tin rằng là sức khỏe mình sẽ làm được tất cả. Điều đó mình cũng đang rất là vui. Tại vì mình đó là một tài sản mà. Một cái sức khỏe của mình cũng là một cái tài sản mà. Rồi bây giờ anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Thì cũng có mấy anh em đó tiện rất là nhiều việc đó. Thì anh coi cái việc nào anh thấy hơi thích hợp thì anh làm. Đó. Rồi em cũng không có dám quyết định anh được. Anh lớn hơn em mà. Em chỉ nói vậy thôi. Rồi xin chào cả nhà luôn. Hôm nào mà anh làm có việc ổn định rồi, anh em gặp nhau ăn nhậu cho nó vui, rồi văn nghệ, ca hát, anh hát hay lắm, em biết mà. À, bây giờ chưa có tâm trạng để làm điều đó. Rồi, nói với cả nhà như vậy. Khi nào đi ổn định đi, rồi gặp lại. Mình sẽ gặp lại các bạn và sẽ hát tặng cho cả nhà. Đúng rồi, giờ hát không được đâu. Bây giờ thì chắc tâm trạng mình chưa có hát được, vì mình suy nghĩ về nó. Về cuộc sống mưu sinh mình cũng lum hết. Đó, chính vì điều đó cho nên là tâm trạng của mình hát nó cũng chưa có thể hiện như cái lúc đó được. Ok, rồi xin chào cả nhà luôn. Rồi em kỷ niệm cho anh 2 tỷ nè, rồi đó, rồi. Biết đâu là 2 tỷ thiệt đó em. Rồi chia tay luôn nha, rồi, chào anh luôn. Sẽ có ngày gặp lại, thế khi đó là anh sẽ ổn định là anh em mình gặp lại. Rồi xin chào cả nhà. Một anh này có chiếc xe rất là độc, chiếc xe rim. Mà rồi, anh chế cái thùng nè. Em đặc biệt cái là anh biết sao không? SH dẫn bộ là em cho dẫn bộ luôn. Mẹ mày đã có tiền mua xe SH thì đủ má. Có không có tiền đổ xăng em cũng. anh hay đi cứu mấy xe mà hết xăng hả? Thì nói chung em chạy gáp mà. Dọc đường mà ai mà hết xăng dẫn bộ á. Xăng anh để đây hả, trong này? 10 chai nước suối lít rưỡi. 10 chai xăng trong đây. Chai nước suối, chai nước rưỡi á. Anh Khải có gặp con này vui đó. Ok đó. Ồ, cái vỏ anh chế cái này để đựng đồ nè. Có cái này thì để dụng cụ này nọ. Nói không chung là SH dẫn bộ thì em cho dẫn thấy mẹ luôn. Còn tư số dẫn thì em không cứu. Không, đúng không? Mày đã có tiền mua phong cách đó chứ. Vậy, cũng phong cách đó. Không thể, đúng, ví dụ anh đã có tiền mua xe SH mà không có tiền đổ xăng thì em hư cái gì hư? Hư cái gì đầu tiên là đồng hồ không đôi mét. Đồng hồ kiểm xăng hư làm sự việc. Mình giữa đường mình còn biết mình chăm mình đổ xăng thì mình. Nhưng mà lỗi kia tại người ta không để ý tới xăng cầu chứ không phải là người ta không có tiền đổ. Không, vậy không thích. Nhà hết xăng SH dẫn bộ nghe đẹp ha. Quên đổ chứ không okay phải đó. Là người ta. Cái này hết 400 mấy nè. Cái này nè. Cho chỗ dựa nè. Cái này là 400 mấy gần triệu. Cái này riêng. Còn cái này riêng. Cái này là để dành đi phượt á. Biết nè. Anh thấy ghim thằng nào mà có cái chỗ dựa không? Đúng rồi. Yeah.